Comas Việt Nam, đơn vị uy tín chuyên cung cấp đồng hồ đo lưu lượng nước, van công nghiệp, phụ kiện nối ống cho các công trình, khu công nghiệp, tòa nhà, căn hộ cao cấp. Chúng tôi cam kết đồng hồ nước chất lượng tốt nhất, giá cả hợp lý, cùng đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp phục vụ tận tình, chu đáo. Truy cập website comas.net.vn hoặc liên hệ hotline 0982 666 352. Sát Đỗ Liên chia sẻ tiêu chí lựa chọn startup tại Shark Tank. Với vị cá mập mới trong Shark Tank mùa 3, nhà sáng lập là yếu tố quan trọng trong quyết định đầu tư vào startup của bà. Nhiều năm thành công trên thương trường và tích cực tham gia công tác xã hội, vị cá mập của mùa 3, Sát Đỗ Liên cho biết có khẩu vị riêng khi lựa chọn startup. Theo bà, con người là yếu tố quan trọng. Đặc biệt, những founder có nghị lực sẽ tạo được những cảm xúc ấn tượng mạnh với bà. Nhà sáng lập ứng dụng bảo hiểm công nghệ Lian chia sẻ, ngay cả những người thông minh, tài giỏi thì việc thất bại nhiều khi cũng khó tránh khỏi. Tuy nhiên, người có nghị lực sẽ phục hồi nhanh chóng, vượt qua khó khăn. Một điều nữa bà đánh giá cao ở nhà sáng lập startup đó là những người hạnh phúc giúp lan tỏa năng lượng tích cực tới những người xung quanh. Một người hạnh phúc sẽ làm cho nhiều người thấy hạnh phúc. Đức tính khác của nhà sáng lập đó là trung thực. Thuật quản trị của tôi là xây dựng niềm tin bằng cách nói thật, sống thật. Mình chỉ có một cuộc đời, cho nên tốt nhất là sống thật, mở lòng với anh em, minh bạch với mọi người, bà Đỗ Liên bày tỏ quan điểm. Ngoài ra, mục đích mà startup hướng tới cũng là tiêu chí quan trọng trước khi đầu tư của Sát Đỗ Liên. Theo đó, bà ưu ái những startup thiên về lưu giữ, phát triển các giá trị văn hóa, truyền thống, đem lại giá trị nhân văn cho cộng đồng, bởi mục đích tốt sẽ tạo nên hướng đi tốt. Cũng theo bà, dù những startup này thường được nhận định khó sinh lời hoặc rất lâu mới lấy lại vốn, nhưng giá trị mang lại rất lớn. Một quốc gia khởi nghiệp không thể chỉ có các kinh doanh sinh lợi nhuận mà phải cân bằng được vấn đề an sinh xã hội, bà nói. Sự kết hợp giữa hiện đại và truyền thống hướng tới những giá trị cộng đồng là hình ảnh vị sát nữ xây dựng tại Shark Tank mùa 3. Chồng và con cái thường nhắc tôi hãy bớt việc để được nghỉ ngơi. Tuy nhiên, tính tôi không thích ngồi yên một chỗ quá lâu. Ứng dụng bảo hiểm công nghệ Lian dù mới ra mắt gần tròn một năm nhưng cũng đã vào guồng. Lúc ấy tôi mới dám mạnh dạn nhận lời tham gia vào Shark Tank, Sát Liên chia sẻ. Với những trải nghiệm của mình, vị cá mập 60 tuổi mong muốn truyền nhiệt huyết và tinh thần khởi nghiệp tới các bạn startup ở tuổi 20-30, thúc đẩy các hoạt động khởi nghiệp đang sôi nổi khắp nơi. Đồng thời, bà muốn truyền tải một thông điệp, thành công không nhất thiết phải học đại học, qua đó chia sẻ với các phụ huynh cùng vượt qua lối mòn định kiến suy nghĩ về học vấn, bằng cấp để tôn trọng năng lực và ước mơ của thế hệ trẻ. Shark Tank mùa 3 vừa lên sóng tập đầu tiên vào ngày 24 tháng 7. Bên cạnh nhà đầu tư mới là Sát Đỗ Liên, nhà sáng lập ứng dụng bảo hiểm công nghệ Lian, 5 vị cá mập khác là những cái tên quen thuộc trong các mùa trước gồm Sát Nguyễn Thanh Việt, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổ hợp Y tế Phương Đông, Sát Phạm Thanh Hưng, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thế kỷ Sandrup, Sát Nguyễn Mạnh Dũng hay Dung Nguyễn, Giám đốc Quỹ đầu tư CyberAgent Việt Nam và Thái Lan, Sát Nguyễn Ngọc Thủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm người sáng lập tập đoàn E-Group và Sát Thái Vân Linh, Tổng Giám đốc Vingroup Ventures. Theo Phạm Mây từ VN Express, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Quảng cáo hiệu quả, giá rẻ bất ngờ. Liên hệ ngay Đinh Nghĩa Studio a.gmail.com, số điện thoại 0964002593.